ngược đời mua nhà mùa dịch, bùng tiền tươi, om thóc, giả. Trong nghề môi giới bất động sản, việc các môi giới giành khách của nhau không hiếm, nhưng gần đây các môi giới lại có nhiều chiêu trò mới để qua mặt khách hàng. Bị môi giới qua mặt, muốn được ưu đãi tối đa khi mua nhà, khách hàng thậm chí đề nghị nhân viên không lấy hoa hồng để được giảm giá. Tuy nhiên, nhiều nhân viên môi giới đã mất liên lạc sau khi khách đóng tiền. Cách đây 3 tháng, anh Nguyễn Hải ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười khi đi mua chung cư. Theo đó, sau khi làm việc với nhân viên môi giới, anh Hải và người này đã thương lượng để được giảm 24 triệu đồng, tương đương với 1% hoa hồng của môi giới này. Thỏa thuận được chốt, nhân viên môi giới hứa rằng anh Hải sẽ nhận lại được số tiền sau khi đóng đủ tiền nhà. Vì khi khách giao đủ tiền, môi giới mới nhận được phần hoa hồng căn hộ. Tôi không thể liên lạc được với môi giới sau khi chuyển tiền đầy đủ, gọi điện tới sàn cũng không được hỗ trợ, do đây là thỏa thuận riêng giữa người mua và môi giới, anh Hải cho hay. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai ở Nguyễn Văn Trỗi, Hà Nội cũng rơi vào trường hợp tương tự. Thậm chí chị Mai còn không được môi giới hỗ trợ khi làm thủ tục giấy tờ. Để tránh mất thời gian đi lại mùa dịch, chị Mai đã phải bỏ ra một khoản tiền để nhờ một môi giới khác làm thay các thủ tục về giấy tờ và hỗ trợ các vấn đề sau này. Theo chị Hà Phương ở Cầu Giấy, Hà Nội, một quản lý một sàn bất động sản, tình trạng nói trên xảy ra không hiếm gần đây. Không chỉ các nhân viên môi giới hoạt động bát nháo, không ít sàn cũng đang có tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều công ty bất động sản không quan tâm, thậm chí không giải quyết các thỏa thuận riêng lẻ của môi giới và khách mua. Hơn nữa, nếu khách hàng cảm thấy mức giá chưa thỏa đáng thì nên tìm tới các sàn hoặc các môi giới khác thay vì ép môi giới cắt toàn bộ hoa hồng. Thực tế, môi giới bất động sản sống chủ yếu bằng tiền hoa hồng, đây cũng là phần tiền công của họ sau thời gian dài bám khách, chị Phương nói. Qua mặt lại môi giới ngành bất động sản không ít chuyện lừa đảo, vì ngoài chuyện bị môi giới bùng kèo, nhiều khách hàng cũng chủ động qua mặt môi giới. Đầu năm nay, nhân viên cùng công ty của anh Hát, A đã bị chủ nhà và khách mua cùng nhau qua mặt để bùng tiền hoa hồng. Anh Hát, A cho biết nhân viên công ty anh là người mới. Hợp đồng này cũng là hợp đồng đầu tiên sau 6 tháng đi làm. Mất nhiều công sức học nghề, dẫn khách và chăm khách mới có hợp đồng. Nhưng không ngờ khách là bạn của chủ nhà. Do đó, hai người này đã đi đêm với nhau để không mất phí môi giới. Chiêu trò của họ là từ chối mua căn nhà đó, nhưng khách cho vợ đứng ra mua để trực tiếp được giảm tiền hoa hồng. Môi giới cũng thiếu kinh nghiệm khi không theo sát giao dịch để hai bên mua bán xong mà không hề biết. Anh Hát, A nói và cho biết nhân viên của anh đã rất suy sụp và có ý định bỏ nghề. Vì anh Hát, A rất ít khi gặp phải trường hợp tương tự, cả trăm giao dịch mới gặp chủ nhà và khách hàng cháo trở như vậy. Do đó, phía công ty và nhân viên môi giới cũng đành cho qua và xem như một bài học. Tuy vậy, với các công ty bất động sản có máu mặt thì sự việc đôi khi không kết thúc dễ dàng như vậy.